Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Thì hôm nay là anh em mình sẽ ăn áo bò nhá mọi người nhá. Áo bò đặc biệt nhá, da bò nướng với chẩm chéo nha mọi người. Giờ đó anh em mình sẽ chuẩn bị nước nóng, một nồi nước nóng để cạo lông của nó. Thôi giờ anh em mình chế biến thôi. Có cắt ra không nhỉ chú Vinh nhỉ? Cắt ra đi nhỉ. Không biết nó có ngấm không. Từ từ thôi. Không nói quá nhiệt đấy. Em còn lâu quá cái này. Mặc cơm mà. Chơi kiểu này bây giờ. Nó nhiều mà nước nóng của mình hơi ít. Mất đủ xíu qua mất ăn ra mất cơm ra. Quá yên cơm. Mất bây giờ dính chứ ta. Này chỗ này nó còn chưa ướt đây này. Chơi quả áo bò này hơi khó ăn nhỉ. Khó ăn người ta ngại làm. Ta vứt. Ta vứt đâu. Vứt đâu mình gài mua đấy. Người ta vứt thì mình nhặt để ăn đúng không? Mình chưa nhìn những cướp. Có mấy chờ mà không khó sao ui. Cái này. Thím Trung thích bộ này của nó này vào ngon này. Ô nhỉ. Con gái phải thích còn cái này chứ. Con gái là thích bộ đấy anh nghèo ạ. Còn cái này chứ nhỉ. Chỗ này ăn nó mới giòn này. Hòn nó lâu. Hòn nó mất rồi. Hòn nó chắc gì mất nó rồi. Để hòn nó cho. Đây này hòn nó đây này. Đây. Mình đang ngâm măng chua khô nha mọi người nhé. Tiếng Thái gọi là nó héo. Tí là mình sẽ lấy măng chua khô này để nộm với con tầm gai mọi người. Con tầm gai để ăn nhé. Bởi vì cái măng chua khô này thì nó có vị chua nên nó rất là hợp với con tầm gai. Đây mình đang nhờ Thím Trung giá hộ một bát chẩm chéo thật là to. Để anh em mình thứ nhất là để chấm nha mọi người. Thứ hai nữa là sẽ làm cái gia vị để tẩm ướp với da bò để nướng. Hôm nay anh em mình sẽ ăn món nó dai dai một chút. Đây. Chẩm chéo thì nó là một loại nước chấm thần thánh ở trên Tây Bắc của mình rồi mọi người. Hôm qua là mình có mang cái lọ chẩm chéo xuống ở Vân Hồ, Mộc Chợ Vân Hồ, ở huyện Vân Hồ mọi người. Thì được bà con ở đấy rất là chuộng cái món đấy. Đang bảo mình ship cho họ. Đây măng chua sau khi ngâm này mọi người. Măng chua khô nhá, chứ không phải măng chua bình thường, măng chua khô. Để chế được cái món măng chua khô này mình làm cũng hơi là kỳ công. Giờ ngâm nó nổi lên rất là nhiều luôn. Lúc đấy là mình có ngâm một tí thôi. Lấy một tí để ngâm thôi. Bạn nào mua măng chua khô này thì hãy liên hệ với Hoàng Khay nhá. Số điện thoại mình sẽ để ở phần mô tả video. Đấy. Măng chua khô Tây Bắc. Các bạn về xào nộm. Rất là ngon. Tức là xào với thịt đấy. Xong là hoặc là các bạn có thể nộm ăn. Đấy, rất là ngon luôn. Kế mới à? Kế mới. À. Đóng đinh. Này đi. Đây con tầm gai của mình đây anh em nhá. Tí là mình sẽ nộm hay xào nhỉ, măng chua nhỉ? Nộm à? Đấy con tầm gai này nộm nhá, làm gỏi nhá mọi người nhá. Anh em mình sẽ ăn tầm gai chế biến món gỏi với măng chua khô. Này mọi người. Tầm rất là béo mọi người. Nam ăn vẫn bắt chín. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ ăn hai món. Toàn món ngon thôi mọi người. Da bò nướng với chẩm chéo. Tầm gai nộm với măng chua khô.
Thế hôm nay là mình mua ở chỗ bà con được 2 cân. Còn da bò thì anh trai họ của mình mổ rồi nên là lấy nó cũng dễ. Anh em mình lại có món nhậu rồi. Đúng ra hồ thế. Da chúa có dày được như này không nhỉ? Làm gì mà vàng cái này? Không bằng á? Đây, tí là sẽ mang lên bếp để luộc lên xong mới rửa nha mọi người. Một ít là sẽ nộm, một ít là rang lá gừng nhờ thím Trung nhờ. Lá gừng đá thiện tô để nhắm với vitamin hung hăng. Đấy. Đây, sau hơn tiếng đồng hồ anh em ạ, chú Vinh, chú Thiên với chú Trung đã làm sạch món da bò. Giờ anh em mình sẽ thiết kế để tẩm ướp với chẩm chéo cho mọi người nhá. Sơi được món này không đơn giản. Mình làm sạch không? Da này chưa sạch được đâu. Chú Thiên ngồi đằng trên kia nào, chú Thiên ơi. Mất thời gian khá là lâu. Món này món nhậu rẻ tiền nhá anh em nhá. Anh em mình là gần như là bơm nhậu rồi. 800 anh em ạ. Bao nhiêu đây? 19.800. 19.800 á? Chưa đến 20.000. À thế á? Sao rẻ thế nhỉ? Món ăn rẻ tiền anh bảo ấy. Thì anh em mình giờ đói rồi mọi người ạ. Cà phê nó không chịu chín cho nên anh em mình nhậu những món này thôi. Đây chú Vinh, chú đang băm băm nhỏ ra đúng không? Đói lắm. Để tẩm gấp với chẩm chéo để chẩm chéo nó ngấm. Rồi tí mang đi nướng. Chú Thiên chú cứ đòi để lại một ít lông để chú ấy bồi bổ, nhưng mà chú Vinh làm sạch quá, chú đang hơi giận một chút. Sạch lông mất rồi. Ừ, sạch một chút. À đấy, quá chú cố giấu ở chỗ con lông kia để kìa. Cố giấu kìa. Lông à? Lông bổ lông à? Dạo này đi nhiều quá lông rụng hết đúng không? Ừ. Chết thật cái này. Không, khả năng là đi nhiều quá vì em nào em vặt mất. Không tìm được ấy. Ui dồi, chạy rồi, chú Thiên đi rửa đi. Đây, chẩm chéo, bát chẩm chéo đây nhá mọi người nhá, vừa mới giá xong. Chẩm chéo này hôm nay là anh em mình giá nó hơi cháy một tí, nên là màu nó không được đẹp như mà chẩm chéo mình gửi cho các bạn ấy. Đâu đấy, thêm một bát nữa nào Hưng ơi, để pha cái này ra để tẩm ướp. Hay tìm cái chậu con ấy, cho thêm một tí nước vào đấy đi. Đây. Pha chẩm chéo để tẩm ướp. Trong cái này nó đủ vị rồi nha anh em nhá, có muối, mì chính các thứ rồi. Cái này làm kiểu nào? Không có găng tay túi giấy bóng nhỉ? Cái này cay lắm. Khó nhưng mà cầm hơi khó đấy. Này. Lắc nó lên thôi. À. Cho nửa trước đi. Đảo nửa trước chú Vinh, tí mới đảo tiếp để nó thoải mái đảo. Đúng không? Có găng tay ở không? Lâu. Cho súp vào tí. Sợi cay à? Cho thêm à? Sợi cay à? Sợi cay. Con này ăn cay kém. Đồ đi. Quay. Đây này. Xuống cho. Đây, tí là mình sẽ đảo tiếp. Ô, cái này phải cho nước tí nữa chú Vinh ạ. Cho nhiều nước một tí. Mình để cho nó ngấm nước thôi mà. Chú đổ thêm đi. Xong đảo đi đảo lại. Đảo cái này dễ, phải đeo kính lắm. Sợ nó bắn. À. Đây như đảo như này rồi tí à. Mình sẽ cho vào bếp lửa để nướng nha mọi người nhá. Đảo đi xong đảo lại. Ừ. Đảo đi đảo lại. Ừ. Cái này nếu mà cho vào cái thùng sơn lên đắc nhỉ. Không cho cối đảo bê tông chứ. Hợp lý nhất nhỉ. Đây nhìn nó cũng ngấm rồi, cũng đẹp đẹp rồi. À. Dọa nhau cái gì căng thế. Ơi à. Ấm ơn luật đi.
Cái này tôi sẽ bóp. Đây. Đây. Bóp thứ hai. Nhẹ nhẹ thôi, nó lại bắn vào mắt thằng trẻ ở đứng bên cạnh nữa là nó khóc đấy. Cũng không sao. Đây đấy. Ôi trông hấp dẫn hả nhờ chú Thiên nha. Quá hấp dẫn. Thôi tí kẹp để nướng thôi. Đây còn từng này nữa cơ mà. Đây bắt đầu cho vào bếp nướng nha anh em nhá. Ô chắc chín nhanh nhỉ chú Vinh nhỉ. Cái này gần chín rồi, là một lần nữa là ăn được rồi. Rồi. Đây bắt đầu nộm tằm với măng chua nha mọi người nhá. Đấy, gia vị vừa cho vào hết rồi, rau thơm, tỏi ớt các loại. Đây này mọi người vừa thái xong. Cho hết luôn. Cho hết luôn. Ừ, chắc thì cái này để cho vào món này mà. Đây rồi. Đảo liều nó lên. Đảo lên. Ồ trông ngon đấy nhỉ. Nó héo. Bát giảm chéo kia của mình nó cho một tí vào nào. Cho nó đậm nào Hưng ơi. Nộm với măng chua khô. Ôi ấy, cho một tí thôi. Thôi thôi, không. Cay đấy. 1/6 rồi các bạn. Cho đấy. Cho một ít thôi. Bỏ cho đấy thôi. Cái này sao nó ngon một gạn mình vừa nếm thử rồi. Đảo lâu một chút tiếng ạ. Chưa liều à? Ừ, cho nó đều. Chua chua vùi vùi ngon rồi người. 9 giờ chú Vinh. 9 rồi. Giòn không? Đây, cơm thì nó kêu canh 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 kiểu ra. À. Ui, thèm lắm rồi. Ngon không nhỉ? Không biết răng giòn dai đấy cái này. Giòn dai đấy, không phải đơn giản đâu đúng không? Sợ dụng răng thêm. Đây, cho vào đĩa thôi chú Vinh nhỉ. Để mình thử xem có dai không nhá. Để ăn xem. Chú Vinh vừa thử này. Thế nào? Nhai được không? Phải nhai kỹ đấy cái này. Thôi cho vào đĩa xong rồi cho lên mâm thôi nhỉ. Khá là muộn rồi. Thơm chẩm chéo với mắc khén lắm. À. Rồi. Ở đâu gọi chưa đi? Nó bám à? Nó bám dính giỏi ác. Giỏi nhỉ. Giống như chú đi bám ở đâu ấy đúng không? Như con sóc có bám trèo cơi đấy. Sóc đen đúng không? Sóc nó màu đen đúng không? Nó nhiều kiểu sóc lắm. Ừ. Thôi vào thôi. Vào thôi. Còn thiếu món nước lọc để cho vào chẩm chéo này chú Vinh ơi. Đây hôm nay anh em mình toàn đồ nhậu, không có canh nhá mọi người nhá. Có ăn có dùng có à? Vitamin Hoàng không? Mướp. Chắc chú Thiên với chú Trung chú thôi chứ còn anh thì không dùng món đấy. Ui dai thật. Không dùng được. Món thử nhá. Vitamin hung hăng. Đâu đưa sang mâm bên này nữa. Ngồi đâu nhìn dùng. Chú còn răng để ăn món này không? Hơi dai đấy. Thơm mặn khén. Đây chẩm chéo vừa pha xong. Chẩm chéo. Kiểm tra răng trước nhá. Kiểm tra răng nhá. Món test thử răng. Thế nào? Được. Dài quá. Rượu chất thôi nhỉ. Rượu có uống không? Uống chưa nhỉ? Ông với cả chú Trung uống chưa? Chú Thiên. Chú Thiên chú Trung ở đấy. Đâu đây nào, đây vitamin hung hăng nào. Đây, đội chị em bảo thích ăn riêng. Anh em mình nhậu nó lâu quá mọi người ạ. Chị em không được ăn nên là ăn riêng nhanh hơn. Rồi mời anh em nhá. Mời nhá, mời nhá. Mời đi. Mời đây. Sức khỏe nhá. Rồi. Sức khỏe nhá anh em nhá, mời nhá. Rồi, chúc sức khỏe bố nhá. Chúc anh em sức khỏe nhá. Cơm cùng gia đình nhá. Ăn mọi người nhá. Ăn ra đừng ăn vào nhá. Thôi. Chú Thiên, rót một chén nữa nhờ. Theo lý ở trên mình là cứ phải hai chén. Món này dày dày. Cái chỗ này nó mới giòn này. Đâu? Em không có rượu à? Nhắc rồi. Chiều cháu nó còn đi phát nương. Chạy cà phê. Chạy cà phê à? Thế là có tiền rồi đấy nhỉ? Này của con quá. Lên đây. Lên đi. Rượu tùy khả năng nhá. Lên đi. Mấy anh em nhá. Món này thì khả năng bố ăn hơi khó rồi bố nhỉ? Bố ăn được không?
Chắc bố ăn được món tằm với món cá thôi. Sao thì vẫn đỡ hơn ăn rau. À, vẫn đỡ hơn ăn rau à? Thế là chứng tỏ là răng của bố vẫn còn rất là khỏe nha mọi người. Món này phải nhai thật kỹ nha chú Trung nha. Không hóc ấy. Đúng rồi. Muốn ăn nhanh cũng không nhanh được đâu. Ngọt nè. À, đang đi tìm tỏi, thiếu tỏi. Thôi mình thử món này. Không thử đâu, ăn đi thử, ăn thật đấy. Tằm nộm với măng chua khô nha anh em nhá. Đấy, mời anh em nhá, mời mọi người nhá. Không xé được mấy dao. Giòn thế mà. Lâu lắm rồi bây giờ mới được ăn món này ngon đấy. Nó héo quá. Măng chua khô ấy. Bây giờ đi cặp kéo mà hả? Đây là đoàn miếng vải dày nhất, to nhất này xem nào. Càng dày là càng dai chú Vinh ạ. Càng dày càng dai nhưng mà càng ngon. Dai dẻo dai là được đúng không? Được đây nhỉ? Này hết sức nhai đấy. Đây anh em, mời anh em nhá. Chấm dầm chéo, chấm thêm dầm chéo. Thực ra không cần chấm cũng được rồi, cái này mình cho nhiều lắm rồi. Nhưng mà kiểu như cái quen thôi, cứ nên quen. Ông đi thắn rồi, cái này kể ra mình mà luộc cho nhừ trước rồi mới nướng ngon nhỉ. Quả này sẽ giòn. Quả này cay nó ngon. Cay phun quá cay. Phun cấp độ. À nếu làm như thế còn cứng hơn à? Như này là ngon rồi à? Phun cấp độ rồi, độ cay. Review thử xem nào anh Kiên. Món món nào? Món da ấy. Món da à? Cay quá. Em ăn còn cay quá. Đây. Cay ngon. Đủ cay nhỉ. Mời anh em nhá. Cay là ngon. Không cắn nó xúc rồi. Cho vào miệng cảm giác đậm vị chẩm chéo mắc khén. Thì ngon. Mắc khén ớt thơm thơm. Nhưng mà muốn tuổi da con này dai quá. Chưa nướng ký. Chưa nướng ký à? Thế khả năng tí nghe mình nướng lại gì à? À, cay quá, cay quá, cay quá. Sắc bén của răng mình thì vẫn sử dụng được món này mọi người. Biết là cay rồi vẫn chấm chấm chéo đúng không? Biết là cay rồi vẫn chấm chấm chéo. Kiểu thói quen đấy nhỉ? Thói quen, quen mà cũng nghiện rồi mọi người. Hôm qua là anh em mình có đi thăm bà con ở Xuân Nha nhỉ? Đúng rồi. Dân tộc tộc Mường. Mường thì họ không ăn ít nhà làm món chấm chéo này. Nên là thấy mình mang cái món chấm chéo là nhiều người đánh giá cao cái món này lắm mọi người. Hình như đặt ở anh em mình mấy chục lọ rồi đấy, chúc Vinh nhỉ? Đơn hôm qua là bảo chục lọ mà. Chục lọ à? Thôi hết mồ hôi. Rồi, giờ là mình sẽ ăn món tằm nộm măng chua khô mọi người. Ăn xe cho đấy Tiến. Ôi món này không dai chú Trung ạ. Món này ngon. Ngon chứ, măng chua khô. Thơm măng chua khô với cả mình nộm với con tằm ấy, ngon lắm. Nộm măng măng chua khô à cái này? Em biết món này không? Măng héo. Măng héo. Em biết nó héo không? Nó héo. Có con sâu tre vào. Hôm nay mình ăn con sâu, con tằm, con sâu tằm. Ôi trời, 16 tỏ khủng tiếng mất kính anh ấy. Có rồi đấy nha. Ngon quá mọi người. À, khả năng cắt nhỏ ra thế này ăn ngon. Sẽ ăn dễ hơn. Dài không ngon được. Tháng 7 mới mải dài hơn. Đây là miếng miếng cá 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 thân à? Không. Tháng 7 mới mải quá. Nhìn xem cho đi ăn. Thấy khèm rồi. Ngon. Nhìn nó ngọt. Miếng này chắc phải nướng lại rồi. Dai hơn miếng lúc đấy mình ăn.
dai thớt lắm. Nhưng mà đồ nhậu mà nhỉ, đồ nhậu thì nó phải dai một tí, chậm thì nó mới đâu hết chứ đúng không? Đang nói chú Thiên nếm cá thơn. À, cá hôm qua anh em mình bắt ở Xuân Nha ấy gì? Ngon đúng không mọi người? Chấm chéo của mình chấm được tất cả các loại thức ăn. Nhưng mà vẫn cứ thích chấm chấm chéo. Chấm chéo là cay. Ăn món này vừa cay vừa ra sức nhai anh em ạ. Ra sức nhai nên toát hết mồ hôi luôn. Khả năng ngay món này món thải độc cũng tốt đấy. Cay nhưng mà ngon mọi người. Bây giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nhá. Đang dở à? Đang dở không nói được. Tí là anh em mình sẽ nướng lại một tí là nó sẽ giòn thôi, giòn ra luôn, ăn thoải mái luôn. Bởi vì lúc đấy anh em ai bảo cũng đói rồi nên cứ bảo chín rồi thì mang ra nhanh quá chú Vinh nhỉ? Thực ra nó không kịp chín nên là ăn nó mới vị dai thôi, chứ còn món này thì nếu mà nướng đủ tầm của nó rất là giòn. Rồi. Ăn món này chấm chấm chéo anh em ạ. Ơi như thế mà. Tầm. Em sướng ra rồi, sướng. Mày chú chung nhá, chú Thiên ăn đi. Chung chú Thiên ăn đi. Ăn đi. Mày không nhá. Ôi, con mùi lắm. Con mì ăn liền. Nó vùi cái phát sân trắng trắng ở sau ấy là chú chung nhá. Mì. Mì ăn liền. Cái đây là cái tơ của nó. Chập chéo hôm nay thêm chung giá cũng rất là ngon luôn nè. Tơ tắm. Lên thôi chú Thiên ơi. Đang ăn ra. Không ăn vào nhá, anh em nhá. Món này có vị đã hơn vì có măng chua khô. Ngon lắm, nói chung ạ. Chắc là anh không uống được rượu. Tí quá. Tí nhỉ? Thôi tí rồi ngắm tí. Thôi.